Xin chào anh em, hôm nay mình mang đến anh em một bộ hot hòn hot, hot, ma pháp siêu ở thế giới ma pháp với siêu thảm họa phần 1. Ác quỷ là những sinh vật thiện thân từ địa ngục, chúng mang đến tai họa cho con người, nhưng mọi chúng đẹp vãi. Anto Gonfai một được con nhà người ta nhưng vẫn có khuyết điểm là môn triệu hồi. Lần này cậu vẫn được không điểm. Thầy giáo thông báo cậu không thể lên năm 2 nếu cậu không có khế ước từ ma sứ. Lúc này, thanh mai của cậu là Lilia Kude chạy tới hỏi thầy giáo bảo sao. Nếu mai cậu không có khế ước được thì cậu sẽ ở lại lớp. Lilia cầm ngay cục đá lên, muốn đi cho thầy mất chỉ nhớ tạm thời. Nhưng mà năm 2 các môn học đều cần đến ma sứ. Cậu đã cố gắng đến thế rồi nhưng lại bị học lại vì một môn duy nhất cơ mà thầy cũng cho cậu cơ hội đến ngày mai tối nay cậu sẽ thử triệu hồi cái gì đó mới lạ xem sao Cậu đi đến thư viện lấy sách, nhưng cậu nghĩ mình đã triệu hồi đến cả con côn trùng rồi, thì còn gì chơi triệu hồi nhỉ? Theo yêu cầu của ông đạo diễn mà một quyển sách cũ đã rơi trúng đầu cậu, cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy ra khi có một cuốn sách rơi vào đầu của mình. May mắn, quyển sách cũ đó là sách triệu hồi, chỉ là nó quá cũ để biết có thể ra được cái gì. Cậu bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp theo như trong sách, rồi cậu bắt đầu lầm bẩm câu thần chú triệu hồi, cuối cùng là cái vòng tròn phát sát đó là lần đầu của cậu. Tiếp đó, nhỏ cắt máu ăn thế kết nghĩa ban đào, nhưng thứ mà cậu triệu hồi lên không phải con người, mà cậu cũng không biết nên gọi là gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt búng ra sữa của cậu, cô ta muốn câu dẫn cậu, cậu hãy nói ra điều cậu muốn, cô sẽ không bỏ qua bất cứ giọt nào, nhưng cô đã chơi nhầm một đứa trong sáng rồi. Cậu muốn cô làm ma sứ của mình, theo ước nguyện của cậu mà khí ước đã được hình thành, đổi lại, cô sẽ xin ít nước bo của cậu. Xong xuôi, cô giới thiệu mình là Vermi, là một ác quỷ, cô sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn điều đầu tiên cậu muốn là cô hãy mặc quần áo ngay vào cũng may cậu có mang vài bộ quần áo của chị mình cơ mà cô ta chọn bộ trinh nữ sát thủ cậu cuối cùng cũng chịu hồi được nhưng sao cậu lại ở tình huống điên rồ này cơ chứ cô giải thích cho cậu sao mà cậu không thể chịu hồi những thứ thấp kém kia là ma lực của cậu quá mạnh đối với những sinh vật hạ đẳng thì đó là chất độc mà cô lại thích điều đó nên không sao đâu Cô là một ác quỷ, nhưng cô cũng là một ônê sang nghịch ngợm nhé. Cậu hỏi tại sao cô lại muốn làm ma sứ của cậu, vì lúc đó cô cũng có thể giết được cậu luôn. Nhưng có lẽ cô đã ở trong cuốn sách đó lâu rồi, nên rất cảm kích cậu đã mở phong ấn cho cô. Thành ma sứ là cái giá quá rẻ cho sự tự do rồi, còn lý do bị phong ấn thì cô làm rất rất nhiều điều xấu. Hôm sau, cậu mang vơ mi đến giới thiệu với thầy, nhưng ông thầy không tin cho lắm, đến khi nhìn thấy khế ước ở trên hai quả dưa thì ông mới tin là thật. Cậu cũng vui mừng khi cuối cùng mình lên được năm 2, Lilia tức giận, nhìn cậu khế ước chọn được con bò sữa. Thanh Mai chỉ có tạch thôi, đừng cố. Sau khi học xong, Lilia bắt cậu và Vô Mi đang ôm ấp nhau. Cô vứt cho cậu cái khăn vào mặt, dù muốn thách đầu với cậu. Nếu cô thắng, thì cậu phải để con bò sữa này ở trong phòng. Nhưng mà đợi cậu xem tài liệu trước khi thi đã, hóa ra là một trận đấu tay đôi, người thua phải nghe theo lời người thắng, đã thế thì cô thua cũng phải nghe lời cậu chứ nhỉ? Cô lấy lại tinh thần chiến thôi. Hai người ở trên sân đấu thì ở trong trường cũng có ma pháp cho mọi người, nhìn rõ trận solo, Lilia triệu hồi tinh linh gió của mình, tấn công trước chiếm lấy thiên cơ, cô tạo ra một cơn cuồng phong tấn công cậu. Cậu đang lo sợ thì mi hơi nóng nên đứng trước cậu xin chút gió. Sau lớp bụi bốc lên, mi vẫn còn đứng đấy, tiếp theo mi sẽ cho Lilia biết vì sao mọi người vẫn sợ ác quỷ cuối cùng người thắng cuộc là cậu theo điều luật cậu yêu cầu vermi và lilia làm bạn với nhau nhưng nhìn cách hai người họ đọ tay là cậu biết chắc họ không thể làm bạn nổi rồi buổi tối vermi bắt đầu đo phần thưởng của chiến thắng hôm nay cậu cứ nghĩ lập khế ước với ác quỷ sẽ đáng sợ lắm nhưng bình thường quá nhưng mà cậu không biết người bình thường sẽ không chịu nổi sức mạnh của họ dù đã khế ước họ có thể nổ tung hoặc bị hút hết ma lực cậu có thứ cần thiết để cho ác quỷ cần nếu cậu không muốn mất nước bọt thì cũng có thể mất các thứ khác cũng màu trắng như vậy là được. Tập 2, cậu và Vermi đến trường nhưng mà cậu có cảm giác mọi con mắt dâm tà luôn nhìn về phía cậu. Lúc này có một thanh niên hô to, thấy một con thằn lằn khổng lồ đang thả rông, cơ mà bị vơ mi búng một phát, đang xuất khỏi trái đất luôn. cậu đứng nghe thấy hiệu trưởng chào mừng, mà có mỗi cậu nhìn lên trên mục giảng. Tiếp theo, cậu lại phải nghe một giáo viên giới thiệu về cách chăm sóc ma sứ. nếu mọi người đối tốt với ma sứ, thì nó sẽ là người bạn tuyệt vời nhất. tuy nhiên, nếu cảm xúc không thật lòng, thì hãy cẩn thận bị phản nhé. Tiếp theo, cậu học một lớp lý thuyết về cái vòng tròn ma pháp mà cậu đã sử dụng. cơ mà ở trong lớp vẫn có người không thể tập trung học được lúc về lilia than vãn sao cậu lại về với con bò sữa kia nữa lúc này một thanh niên mách anh trai có người bắt nạt mình thằng anh giới thiệu mình là tay ngắn người huấn luyện bò sát khổng lồ cơ mà ba người cũng không biết hắn là ai, đó là con thần làn khổng lồ mà Vơ Mi cho bay lên trời sáng nay, mà hai người nhìn kinh quá, làm Vơ Mi sợ rồi đấy. Cậu lúc này đã vòng ra sau hai thằng dùng ma pháp đóng băng hai đứa, một phép thuật tinh thể cấp cao cũng khiến Vơ Mi bất ngờ. nhưng thế này sao mà ngăn thằng anh được cơ chứ? hắn triệu hồi con thần làn tay ngắn của mình, nếu bây giờ bọn cậu xin lỗi, nhưng hắn cô nàng bò sữa là được rồi. cậu đừng ra chắn cho Vơ Mi. Đã thế thì hắn cho cả ba chết trong vòng tay của nhau. Nếu cậu muốn làm đàn ông thì để cô trả lại ma lực hôm qua cô đã lấy nhé. Một vòng tròn màu vàng ma lực xuất hiện sau lưng của cậu. Cậu phóng ra ma thuật tinh thể như trước nhưng nó khổng lồ, bao trùm con thần lần, đồng thời gây nên vết sẹo cho tên kia. Giờ đến lượt hắn xin lỗi học sinh khóa rồi thế nào đây? Lydia nhân cơ hội này, ca khịa hai thằng thua cuộc, mặc dù cô ta chả làm gì. Về tới phòng, cậu cần nhằn, Vomi đừng có nổi bật nữa, không thì những chuyện vớ vẩn lại kéo đến nữa. Vô Mi nói, nếu thế sao cậu không nghỉ học luôn đi, nếu cần tiền thì cô kiếm cho cậu được mà. Nhưng cậu nói, mình muốn thành một pháp sư tuyệt vời. Ở đất nước này có bốn bậc tập sự, đồng, bạc, vàng. Cái cậu muốn là bậc bạch kim, vương miện sẽ được trao cho những pháp sư này, những người có đóng góp cho khoa học và phép thuật. Quả nhiên Vô Mi biết mình đã chọn đúng chủ nhân, nhưng mà nói xong đã đến lúc trả bài thôi. Hôm sau, cậu và Vô Mi đi học, nhưng về mặt hai người trái ngược nhau. Lilia đến hỏi thăm cậu, thì cũng có hai người nữa cũng đến. Thằng con trai tên là Mark là một fan chân giữa của cậu. Lúc này, thầy giáo từ phòng ra thấy mấy người nên gọi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện. Ông thầy hiệu trưởng gọi ba người là muốn chọn để làm học sinh đại diện cho năm 2. Nhưng chỉ có một người làm đại diện nên họ phải làm một bài thi đặc biệt. Đó là lấy được hoa trình nữ trước 6 giờ chiều. Vì là hoa trinh nữ nên cả khu rừng chỉ có một bông nên ai lấy được trước là người đó thắng. Mặc dù không được thầy mời nhưng Mark vẫn đi cùng vài triệu hồi ra con bọ cánh cứng. Nó sẽ giúp thằng ngốc này tìm hoa trình nữ trước. Thằng ngốc này chạy trước nên đã trùng cây nắp ấm trói lại. Cherry phải ở lại cứu cậu chủ ngốc của mình nên tự động bỏ cuộc. Hai người cũng tìm thấy bông hoa ở trên đỉnh núi nhưng ở dưới có con chó ba đầu đang thách thức những người mạo hiểm. Lilia không quan tâm, cô lấy ra thuốc tăng hình, mà kệ mấy con chó ngu ngốc ngửi, dù sao thì nước mũi đang chảy dòng dòng kia kia. Lilia uống thuốc vào, nhưng vẫn còn quần áo chưa tăng hình, nên cô phải cười hết ra, kể cả ri băng nữa. Cậu lo lắng cho Lilia, không biết có thành công không, nhưng được vơ mi nhắc nhở thì thằng ốc này mới nhớ ra cậu sắp thua rồi đấy. Thế là muốn xin cô ít ma lực như hôm qua, đánh con thằn lằn chân ngắn, nhưng vơ mi nói mình có thể đấm phát trên luôn con chó đó mà tất nhiên cần một chút nước bọt từ cậu, hai người phải động thủ một chút trước mới được. Con nhậm Lilia lúc này đang tiến gần con chó. Cô không ngờ, còn có một cái mũi vẫn gửi được. Con chó hà hơi thổi tấn công cô. Cũng may là cậu dùng ma pháp, phá đòn tấn công của con chó. Nó hướng chuyển sang tấn công cậu. Lilia nhân cơ hội đó, chạy lên đỉnh lấy bông hoa, cậu cũng tấn công kéo thù hận con chó về phía mình rồi để vơ mi sử dụng ma pháp của mình biến cả bầu trời thành màu hồng xuất hiện một đầu xương con dê gây sát thương hình cột thẳng trên trời xanh lì áo lúc này lấy được bông hoa trinh nữ cô mang trả cho cậu dù sao thì cậu xứng đáng được bông hoa hơn nhưng mà lúc này thuốc tàng hình cũng hết tác dụng cô lấy tay che thì lỡ vứt bông hoa đến chỗ cherry đúng là kiểu không làm mà vẫn có ăn được rồi phần một tới đây là kết thúc anh em thấy hay nhớ đăng ký like và đón chờ phần hai nhé